Thưa quý vị, trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, thì tại Việt Nam tình hình đã được kiểm soát. Nhiều ngày qua, chúng ta không ghi nhận các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tiếp tục thực hiện việc dừng hoạt động thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Lợi đã vào Bệnh viện Ung bướu Hà Nội chăm sóc mẹ đau ốm mấy ngày nay. Từ khi mẹ nhập viện, chị được các y bác sĩ hướng dẫn, giải thích về việc mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà ở lại chăm sóc nếu có nhu cầu. Người tới thăm đều không được phép. Cá nhân chị Lợi và nhiều người nhà bệnh nhân khác đều đồng tình với quy định này của bệnh viện cũng như ngành y tế. Tôi cũng đồng tình với cả ý kiến của bác sĩ, bởi vì như thế nó sẽ tốt cho mọi người và tất cả cho toàn xã hội. Bởi vì mình cũng không biết là những người đến thăm gia đình nhà mình, đến thăm người nhà mình thì họ đi những đâu, mình cũng không thể quản lý được, cũng không biết là có đến vùng ổ dịch hay không, hay là ở nơi an toàn. Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, trước đây người nhà có thể vào thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các khoa sau giờ hành chính. Cụ thể, buổi sáng từ 6 giờ đến 7h30, buổi trưa từ 11h30 đến 13h và buổi chiều từ 16h30 đến 21h. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến nay, hoạt động này bị tạm dừng để hạn chế tình trạng lây nhiễm COVID-19 nếu có, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Việc có quá nhiều người nhà lên thăm, bởi vì người ta từ các môi trường khác, người ta sẽ có những cái mầm bệnh mang vào trong môi trường bệnh viện thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề bệnh nhân, tăng cái nguy cơ lây nhiễm bệnh nhân những cái bệnh, ví dụ như viêm phổi, ví dụ như những cái bệnh truyền nhiễm khác. Thế nên là bọn mình luôn cố gắng là động viên người nhà là trong quá trình đang điều trị tại bệnh viện thì cũng hạn chế để thăm hỏi bệnh nhân để đảm bảo làm sao để an toàn nhất cho bệnh nhân. Trong khi đó, việc dừng hoạt động thăm bệnh nhân nội trú cũng được thực hiện tại tất cả các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, mỗi sản phụ chỉ có một người thân chăm sóc. Các trường hợp ra vào đều được kiểm soát nghiêm qua hệ thống cửa từ. Các cái cửa là đều có kiểm soát, có khóa cửa, có cửa từ, có người đứng giám sát. Bất kể ai đến thăm là đều phải đi qua cái chỗ cửa chính của chúng tôi và các cái cửa xung quanh là chúng tôi đã đóng cửa. Và chỉ có một lối ra là từ bên trong đi ra và bên ngoài là tuyệt đối không được vào. Tất cả bệnh nhân là đều đi qua từ cửa chính và đều có cái sự giám sát. Theo nhiều bệnh nhân và y bác sĩ, việc thực hiện dừng hoạt động thăm nom tại các bệnh viện có thể hạn chế được tình trạng lây nhiễm chéo các dịch bệnh khác nhau, không chỉ riêng COVID-19. Và điều này cần được nghiên cứu, áp dụng ngay cả khi hết dịch để hạn chế tối đa người ra vào các khu nội trú, bảo đảm hiệu quả nhất cho quá trình điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế.